bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Trận động đất kinh hoàng. Hạt giống của mình đâu hết rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Mình nóng lòng muốn xem hình nộm siêu nhân rồng mới được ra mắt. Peter, đợi đã. Ở đây hả? Hình nộm siêu nhân rồng đâu rồi chú? Đây nè. Wow. Siêu nhân rồng phiên bản giới hạn hoàn toàn mới được trang bị thêm cận gạt nước kìa. Nhìn nó ngầu quá. Mình muốn mua. Chờ một chút chú sẽ quay lại liền. Dạ. Siêu nhân này dễ dàng đánh bại vua khủng long. Dễ thôi. Động đất thật không? Thật mà, mọi thứ xung quanh mình rung chuyển vậy nè. Động đất là vấn đề lớn đó. Hả? Gì đây? Ôi không. Tôi chết rồi. Chuyện gì vậy? Có nè hai đứa. Peter, anh lại. Cậu có sao không? Không, mình ổn. Còn cậu? Mình ổn. Có chuyện gì vậy? Peter, Johnny. Có người ở đây. Chú ơi, cứu tụi con với. Cũng may là không sao. Ở yên đó, chú gọi đội cứu hộ tới. Được rồi, ra được rồi đó. Cảm ơn nhiều nha Roy. Cũng may là mọi người vẫn ổn. Ông ơi. Ông không sao. Roy, có chuyện nữa rồi. Peter với Johnny bị mắc kẹt trong cửa hàng đồ chơi. Cậu tới cửa hàng liền đi. Mình biết rồi. Amber, xử lý giùm mình nha. Để đó cho mình. Trời ơi. Sao cô đẩy mà nó vẫn không di chuyển vậy? Cứ tiếp tục đẩy đi. Không lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây luôn hả? Cái gì chứ? Không đợi nào. Không lẽ nào? Johnny, cậu xem kìa. Siêu nhân rồng đang bảo vệ chúng ta. Siêu nhân rồng. Siêu nhân rồng, cứu tụi mình. Không được, phải cố gắng lên. Có sao không? Không. Rồi. Johnny, vậy là mình được cứu rồi. Mình hạnh phúc quá. Động đất là một thảm họa tự nhiên xảy ra ở một số khu vực nhất định. Và bây giờ, hãy xem những điều cần làm khi xảy ra động đất. Trong trận động đất, mặt đất rung chuyển, các tòa nhà có thể bị hư hại. Nếu không thể thoát ra ngoài thì đừng cố chạy ra ngoài. Thay vào đó, hãy núp xuống phía dưới gầm bàn. Nếu không có bàn ở gần đó, thì hãy chạy tới sát bức tường và tựa lưng vào nó. Dùng đệm hoặc mền để bảo vệ đầu của mình. Nếu tòa nhà bị hư hại thì sẽ không mở được cửa. Cho nên phải mở cửa ngay khi trận động đất vừa mới bắt đầu để tránh bị mắc kẹt. Nếu ở bên ngoài, hãy tránh xa những thứ có thể rớt từ trên xuống. Hãy chạy đến một khu vực thông thoáng. Các em đã hiểu chưa? Dạ. Cho nên động đất kinh khủng lắm đó. Mặt đất sẽ di chuyển, làm mọi thứ xung quanh rung chuyển theo. Và tụi mình đã được chứng kiến mọi việc. Động đất, động đất.
và những người bạn. Mệt quá, mình không chịu nổi nữa. Sẵn sàng cứu hộ. Cảnh sát Poli mạnh mẽ, được trang bị đèn pin, gậy, máy khoan, máy cưa, cứu hỏa roi cực can đảm với bình chữa cháy, thang rút, cần cẩu, cứu thương Amber thông minh, nhanh nhẹn với kim, túi và bình cứu hộ, trực thăng cứu hộ heli, cấp báo mọi vấn đề nhờ máy ảnh, máy quay, ấn nút đèn hiệu và âm thanh báo động. Poli và những người bạn lùi về sau, lấy trứng và sẵn sàng cứu hộ. Sưu tập đồ chơi tại cửa hàng Mai Kingdom.